Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 2, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 2 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và thầy cũng hy vọng chúng ta hãy like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó chúng mình hãy nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ thầy mời chúng ta mở sách toán lớp 2 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống trang 88 89 để thực hiện một số hoạt động trong tiết luyện tập. Ở tiết luyện tập này chúng mình sẽ luyện tập thực hành với một số bài tập sau. Bài tập đầu tiên yêu cầu chúng ta là tìm chữ số thích hợp. Ở đây chúng mình thấy là có ba cột phép tính. Ở bên cạnh ba cột phép tính chúng mình thấy là có những cái chữ số đã bị che mất đi. Và ba phép tính ở đây đều là ba phép tính trừ số có ba chữ số trừ cho số có ba chữ số không có nhớ. Và bây giờ chúng ta thử dừng video tìm chữ số thích hợp để điền vào những ô dấu chấm có những dấu chấm hỏi ở đây. Thì ở đây chúng mình thấy là có những phép tính trừ nó lại bị che khuất một số. Đầu tiên chúng mình thấy là số đầu tiên trong phép tính đầu tiên nó là bị mất vào trong 76 trừ cho số 2 cho 240 bao nhiêu đây, chúng ta bị che một số và có kết quả là 5 che một số đúng không? Như vậy thì vận dụng giữa phép cộng và phép trừ có một mối liên hệ với nhau. Bên cạnh đó chúng ta cũng có thể dùng các cái phép thử để thay thế các con số thích hợp vào đây đúng không? Vậy thì chúng mình thử dựng video và làm bài tập này cho thầy. Sau khi làm xong rồi bây giờ chúng ta có thể quan sát lên màn hình để thầy điền chữ số thích hợp vào trong nhé. Đầu tiên ở phép trừ này chúng ta sẽ vận dụng cách trừ đúng không? Thì chúng mình sẽ trừ từ cột đơn vị cho cột đơn vị. Cụ thể ở đây chúng ta thấy là số bị trừ ở đây là 6 mà số trừ thì che mất đi và số ở đây hiệu sẽ là 0. Thì chúng ta biết ngay sẵn bao nhiêu trừ cho bao nhiêu sẽ bằng 0. À đúng rồi, 6 đúng không? Và tiếp theo là chúng ta đến cột trục ở đây là 7 trừ 4 thì chúng ta từ bình thường sẽ là 3. Còn ở đây chúng mình thấy là hàng trăm bị mất đi, hàng trăm bị mất đi một số thì chúng ta thấy là chúng ta có thể dùng các phép thử đúng không? Chúng mình có thể thử 6 trừ cho 2 sẽ bằng mấy? 4 trừ cho 2 sẽ bằng mấy? Đương nhiên chúng mình thử thì chúng mình sẽ phải thử là phải trên số 2 đúng không? Số bị trừ khi nào lớn hơn số trừ. Như vậy chúng ta sẽ thử trừ số 3, số 4, số 5, số 6, số 7 đúng không? Thì cái kết quả bằng 5 thì chúng mình vận dụng vào. Hoặc chúng mình thấy ở đây chúng ta thấy là đây là tổng đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là phép tính trừ và phép tính cộng có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ở đây chúng mình thấy là chúng ta có thể lấy ở đây số đây là chúng mình thấy là gì? À đúng rồi, chúng mình thấy là chúng ta có thể lấy số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai sẽ ra tổng đúng không? Tổng thường sẽ là số bị trừ mà đúng không? Như vậy chúng ta thấy 5 cộng với 2 sẽ là bằng 7. Như vậy chúng ta thấy là 7 trừ đi 2 sẽ là bằng 5 đúng không? Thì ở đây chúng mình có thể vận dụng phép trừ và vận dụng mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ chúng ta sẽ làm bài tập này được. Như vậy ở đây chúng ta thấy phép tính thứ 29 trừ 1 sẽ là 8 trừ bình thường đúng không? Còn ở đây chúng ta thấy là số bị trừ đi mất đi một số ở giữa ở hàng chục. Thì chúng ta thấy là số nào trừ đi 0 sẽ bằng 3. Đương nhiên là 3 trừ đi 3, 0 sẽ bằng 3 đúng không? Còn ở đây chỗ nào chúng ta thấy là gì? Số nào trừ 7 trừ đi một số nào sẽ bằng 2. À đúng rồi, 7 trừ đi 5 đúng không? Thì chúng ta sẽ điền vào. Tiếp theo là cột đơn vị ở đây chúng ta thấy 8, 6 cột đơn vị thiếu đi một số đúng không? Thì tương tự như vậy, chúng mình sẽ lấy là số hạng thứ nhất cộng với số hạng thứ hai sẽ ra tổng. Tổng ở đây sẽ là số bị trừ mà đúng không? Như vậy 5 cộng 4 sẽ là 9 này, đúng không? Và 9 trừ 5 sẽ là 4. Tương tự như vậy chúng ta cũng có thể là dùng phép thử ở đây đúng không? 6 trừ đi 1, 6 trừ đi 2, 6 trừ đi 3, 6 trừ đi 4, 6 trừ đi 5, trừ đi 6. Là hết rồi, chúng ta có thể thấy là thay vào chúng mình thấy là 6 sẽ trừ đi 4 sẽ bằng 2. Còn hàng trăm ở đây chúng mình trừ bình thường, 8 trừ 7 sẽ bằng 1 đúng không? Thì ở đây chúng ta sẽ có được cái mối liên hệ giữa phép cộng và phép trừ và chúng ta sẽ dùng những phép thử để điền những con số còn thiếu. Tiếp theo chúng ta sẽ quan sát tranh và trả lời câu hỏi. Chúng ta có ba bức tranh ở đây, cùng ba bức tranh ở đây có ba bông hoa và có chú con bọ rùa đang đậu trên những bông hoa. Và bên cạnh những bông hoa có những phép tính trừ đó là 678 trừ cho 367 và 859 trừ cho 548. 482 trừ cho 70. Câu hỏi đầu tiên sẽ là con bọ rùa có hai chấm ở cánh đậu trên bông hoa ghi phép tính cách kết quả là bao nhiêu? Con bọ rùa có hai chấm ở cánh, hai chấm ở cánh nhá. Chúng ta thấy con bọ rùa đậu là hai chấm này,
6 chấm, 4 chấm đúng không? Con bọ rùa có 2 chấm ở cánh đậu trên bông hoa ghi phép tính có kết quả là, thì ở đây chúng ta thấy có 2 chấm thì ở đây đúng không? Như vậy là chúng ta có thể thấy là gì? À đúng rồi, ở đây chúng mình thấy là con bọ rùa có 2 chấm thế này. Có phép tính là 482 trừ cho 70 thì bằng 412 đúng không? Và câu hỏi B, hai bông hoa nào ghi phép tính có kết quả bằng nhau? Thì muốn biết được hai bông hoa ghi kết quả bằng nhau, chúng mình phải tính xem kết quả của hai bông hoa này là bao nhiêu đã, đúng không? Nếu nó giống nhau thì nó bằng nhau, đúng không? Và chúng ta thử nhẩm xem phép tính 678 trừ cho 367 bằng bao nhiêu? Và 859 trừ cho 548 bằng bao nhiêu? À, và hai bông hoa có kết quả như sau. Đây chúng mình thấy là 859 trừ cho 458 sẽ bằng 311 đúng không? Và 678 trừ cho 367 sẽ bằng 11. Và hai phép tính này có kết quả như thế nào? À, hai kết quả bằng nhau đúng không? Tiếp theo chúng ta sang bài tập số 3, tìm ô che mưa thích hợp. Chúng ta sẽ có những đám mây có những phép tính trừ, bên cạnh đó sẽ có những con ô là những chiếc ô là những kết quả. Thì muốn biết được những chiếc ô che mưa trong đám mây thích hợp thì bắt buộc chúng mình phải tính các hai kết quả trên cái đám mây này là bao nhiêu đúng không? Thì chúng ta hãy nhậm kết quả ở các đám mây này là bao nhiêu, rồi sau đó chúng mình hãy nối đến những chiếc ô thích hợp để che những đám mây này. Những chiếc ô là những kết quả nha các em. Vậy thì đầu tiên chúng ta thấy bài mẫu là đám mây có phép tính là 474 trừ cho 374 thì sẽ bằng 100. Nhưng đương nhiên chiếc ô kết quả 100 sẽ che cho đám mây có phép tính là 474 trừ cho 374 đúng không? Tương tự như vậy, chúng mình thử nhận các phép tính còn lại và tìm kết quả ở những chiếc ô phù hợp. Và tiếp theo, phép tính có kết quả đó là phép tính 835 trừ cho 30 sẽ có chiếc ô là 805. Tiếp theo nữa sẽ là chiếc ô thích hợp cho đám mây màu vàng, đây là chiếc ô kết quả là 322. Và chiếc ô cuối cùng ở đây màu vàng thì sẽ che cho đám mây màu xanh có phép tính là 362 trừ cho 115. Bạn nào mà có cùng với đáp án với thầy thì là đúng nhé. Bây giờ chúng ta cùng sang bài tập tiếp theo. Bài tập số 4 là tìm chữ số thích hợp. Ở đây chúng ta thấy là có những cái bập bênh đúng không? Bên cạnh có những bập bênh đó thì có những hình khối chúng mình đã được biết như hình khối chữ nhật, hình khối lập phương, hình khối trụ. Thì ở đây chúng ta thấy cái phép tính đầu tiên là chúng ta thấy là cái bập bênh nó cân bằng với nhau đúng không? Thì ở hình khối chữ nhật thì có phép tính đó là 245 trừ cho 125 bằng với một cái hình khối lập phương là có 1 và số 2, còn số đằng sau thì chúng ta phải tìm. Thì đương nhiên chúng mình thấy cái bập bênh này nó bằng nhau, tức là cân bằng đúng không? Thì chúng mình biết ngay, chúng mình sẽ nhậm phép tính là 245 trừ cho 125 sẽ bằng bao nhiêu đúng không? Vậy thì chúng ta thấy nó bằng nhau thì đương nhiên là kết quả này sẽ lại giống nhau, thì chắc chắn sẽ là bằng 120 đúng không? Và chúng ta thấy chiếc bập bênh thứ hai thì khối trụ nó nặng hơn. Còn phép trừ là 945 trừ cho 141 thì nó nhẹ hơn vì chiếc cầu thăng bằng nó nghiêng về khối trụ mà. Vậy thì chúng mình sẽ phải tìm số nào nó lớn hơn kết quả của phép trừ 945 trừ cho 141. Thì chúng ta nhậm xem 945 trừ 141 bằng bao nhiêu nào. À đúng rồi, 945 trừ cho 141 sẽ bằng, à đúng rồi, 804 đúng không? Thì chúng ta thấy là khối trụ nó nặng hơn là số 804 nhé, đúng không? Thì ở đây chúng ta thấy là hàng chục là một mà hàng đơn vị cũng là một. Vậy thì chúng ta thấy là như thế nào? Khi so sánh chúng ta chỉ cần so sánh hàng trăm rồi đến hàng chục đúng không? Thì đương nhiên khối trụ nó nặng hơn mà đây 800 thì đương nhiên chúng ta phải có số 9 rồi đúng không? 911 sẽ nặng hơn là lớn hơn là 804 này đúng không? Bên cạnh đó còn một số nữa sẽ lớn hơn 804. À đúng rồi, 811 đúng không?
Và tiếp theo chúng ta cùng sang phép tính cuối cùng. Chúng ta thử suy nghĩ và điền số còn thiếu ở ô dấu chấm hỏi này. Phép tính cuối cùng chúng mình thấy là hình hộp chữ nhật thì nặng hơn khối lập phương, mà khối lập phương thì mất đi hệ số hàng chục. Thì ở đây chúng ta phải nhẩm phép tính trừ là 727 trừ cho 413 bằng bao nhiêu? À đúng rồi, là bằng 314 đúng không? 314 nó sẽ lớn hơn số nào? Trong số hàng trăm là 3 rồi, hàng chục là hàng đơn vị là 4 thì giống nhau này, hàng trăm là 3, vậy thì hàng chục sẽ là phải 0 đúng không? 314 sẽ lớn hơn. Và tiếp theo chúng ta cùng sang bài tập số 5. Một trường tiểu học có 465 học sinh, trong đó có 240 học sinh nữ. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam? Thì bài toán cho chúng ta biết điều gì rồi nào? À đúng rồi, một trường tiểu học có là tổng số học sinh là 465 học sinh đúng không? Trong đó học sinh nữ là bao nhiêu? À đúng rồi, trong đó học sinh nữ là 240. Vậy bài toán hỏi chúng mình điều gì? Hỏi học sinh trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam đúng không? Vậy chúng mình đã có tổng là đúng không? Và có học sinh nữ rồi, tìm học sinh nam thì rất là đơn giản đúng không? Thì chúng ta phải tóm tắt, thì đương nhiên chúng ta thấy là có là 465 học sinh nữ là 240 học sinh, còn học sinh nam thì chưa biết. Vậy làm những bài toán như thế này chúng mình phải có bài giải lời giải, phép tính và đáp số. Vậy thì chúng ta đã có tổng rồi và số học sinh nữ rồi, thì muốn tính số học sinh nam chúng mình phải làm phép tính gì? À đúng rồi, phép tính trừ, và chúng ta sẽ lấy mấy trừ đi mấy. Chúng mình thử dừng video và làm bài tập này nhá, xong đó thầy sẽ đưa lên bài giải cho chúng ta quan sát. Và bây giờ lời giải thì chúng mình phải trả lời được cho câu hỏi là hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh nam. Chúng mình sẽ trả lời là trường tiểu học đó có số học sinh nam là đúng không? Học trường đó có số học sinh nam là, chúng mình chỉ thực hiện phép tính gì? Phép tính trừ đúng không? 465 học sinh trừ cho 240 học sinh sẽ bằng 225 học sinh. Và đương nhiên đây là học sinh, à đúng rồi, đáp số là học sinh nam đúng không? Như vậy bạn nào có đáp án với thầy là đúng nhé. Như vậy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta một số hoạt động trong tiết luyện tập trang 88, 89 trên trang lớp 2 tập 2 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Xin thầy cảm ơn các bạn rất là nhiều.